chào, mình là Mia. Bạn Ben nhà mình năm nay được 6 tuổi rồi. Sẽ là một mốc quan trọng trong một bước đi đầu đời của bạn ý, rời xa mẫu giáo và lên một cấp học mới. Và bây giờ hãy cùng mình chuẩn bị đồ để tổ chức sinh nhật cho bạn ý nhé. Và đầu tiên thì bánh sinh nhật không thể thiếu rồi. Mình làm sinh nhật trên lớp và ở nhà nên là sẽ có 2 chiếc bánh nha. Sinh nhật ở nhà thì mình sẽ làm với rất nhiều loại hoa quả này. Vì đang là mùa hè nên là hoa quả rất là phong phú luôn. Mình đang sơ chế tất cả các loại hoa quả. Và tại vì mình là một đứa hay bày vẽ nên là không thể thiếu những món đồ do mẹ Mia chính tay làm. Mình có mua được một món rất là ngon. Đây là hai hộp nếp mình bóc được đây. Món đầu tiên sẽ là thạch hoa quả sữa chua. Món này thì rất là đơn giản mà có thể là các bạn bé rất là thích á. Tại vì bình thường là bọn trẻ con rất thích ăn thạch mà đúng không? Nhưng mà thay vì mua thạch ở bên ngoài thì mình bỏ một chút công ra tự làm với các loại hoa quả tốt cho sức khỏe, sữa chua tốt cho tiêu hóa mà an toàn và rất là sạch sẽ nữa. Hoa quả mình sẽ cắt miếng to như thế kia để trang trí kìa. Đó, và xếp vào một cái khuôn. Nếu mọi người có khuôn làm bánh sinh nhật các thứ thì dùng nha, mình chỉ có bát ô tô thôi. Tiếp theo là mình sẽ cho đường vào nồi này. Đường thì là mình sẽ cho một lượng ước lượng cho mọi người muốn ngọt hay là như thế nào thì có thể gia giảm nhé. Sau đó là mình sẽ dùng bột rau câu hoặc là bột thạch rau câu dẻo hoặc là thạch rau câu loại cứng hoặc là mix cùng với nhau cũng được. Những đồ này đều bán ở trong siêu thị, rất là phổ biến luôn. Và sau đó mình sẽ cho nước lọc vào và để khuấy tan đường. Sau đó mình sẽ cho một túi sữa tươi. Sữa tươi không đường nha, vì lúc nãy mình đã dùng có đường rồi á. Sau đó là mình sẽ dùng sữa chua uống. Mình dùng loại của Đà Lạt như này vì mình thích cái độ sánh mịn của loại sữa chua uống này, rất là ngon luôn. Sau đó là mình sẽ khuấy ở trên bếp sao cho nó sôi lăn tăn là được nha. Đường đã tan hết rồi thì mình sẽ cho hoa quả và mình đã cắt vào và mình sẽ cho nó khuôn. Ở đây mình còn cho thêm nít nữa nè. Mình cho ra khuôn như thế này này. Mọi người cho chú ý là không bị làm xô lệch cái đó mà mình đã tạo hình ở trước nhá. Để đến lúc mà đổ ra khuôn thì nó sẽ giữ được cái hình bông hoa đó sẽ đẹp hơn. Sau đó là mình sẽ cất vào trong tủ lạnh để cho nó đông lại. Đến lúc bỏ ra nó sẽ như một chiếc bánh gato luôn á. Sau đó là mình sẽ làm nốt chanh leo. Các bạn nhỏ thì mình sẽ nốt dưa hấu. Mình không thích cho các con uống nước ngọt có ga hay là nước ngọt đóng chai nên là mình sẽ tự làm nước uống luôn. Thì các bạn nhỏ thì rất là mê những cái loại nước uống đó. Còn cái nước chanh leo này thì mình sẽ làm cho người lớn. Mình sẽ làm trà chanh leo. Thì chanh leo mình sẽ lọc lấy nước cốt. Và đây là mình đang dùng đường phèn. Đường phèn thì cái độ ngọt của nó thanh lắm, lại mát và tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng bên cạnh đó thì mình vẫn gia giảm thêm một chút đường vàng để cho có vị ngọt hơn. Sau đó là mình sẽ khuấy ở trên bếp cho ấm và không bị không để sôi nha, chỉ ấm thôi. Đó, sau đó mình sẽ đổ ra bình để cho nó nguội. Trà thì mình dùng loại trà ướp sen này rất là thơm.
Nhưng mà cái sai của mình là mình đã dùng tận 2 bông hoa sen ướp này. Trời ơi, nó hơi đậm á. Thế là nếu mà ai muốn thích uống đậm thì được, nhưng mà nếu mà không thì chỉ dùng một thôi nha. Mình thấy nhiều người dùng nhiều quá nên là hơi bị đậm. Đó, cứ ủ ở đó thôi, khi nào uống thì sẽ pha cùng với cả vào cốt chanh leo kia, rồi pha với đá, với nước lọc nữa, sẽ được kha khá nhiều đó. Năm cuốn thì mình sẽ vớt cả quất lần nữa cho nó thơm và thêm cả mật ong nha. Món tiếp theo sẽ là món nem chua rán. Nem chua rán thì mình sẽ dùng bì heo được rồi và thái nhỏ này, nhưng mà có thể nhìn là mình không thái nhỏ được, tại vì thái nhỏ rất là lâu nên là mình chỉ thái được như vậy thôi, mọi người thông cảm nha. Mình sẽ trộn cùng với tỏi này, thính này, bột năng này, bột mì này, hạt nêm này, nước mắm này và cả hạt tiêu nữa. Món này thì ăn ở ngoài thì mọi người hay lăn qua bột để chiên đúng không, nhưng mà món của mình làm ở nhà thì sẽ không lăn bột chiên nha. Mình sẽ dùng một cách rất là đặc biệt và cực kỳ ngon luôn. Sau khi cho các gia vị vào thì mình sẽ dùng tay để bóp thật là đều nha. Trời, khúc này là thơm lắm rồi nha. Đó, cái đặc biệt của mình là vỏ bò pía này. Mọi người có biết vỏ bò pía đậu xanh này không? Làm chả nem hay là ngon lắm. Mà cuốn cái này cũng cực kỳ ngon và giòn luôn, mà lại còn dễ cuốn nữa. Đó, cuốn đẹp gấp 2 mép đầu giống như mình, để lúc ra cái thành phẩm nó rất là xinh và rất là đều đúng không? Ta-da! Sao nó như nem chiên đó. Cái bò bía này nó rất là dễ vàng, nhanh vàng lắm nên là mọi người cũng lúc chia là phải chú ý nhé. Chú ý lăn mặt cho đều không là dễ cháy đó. Mọi người chú ý thấy nghe thì tiếng gì không? Tiếng nổ bì đó. Nên là rán phải rất là cẩn thận nha. Mình phải thử trước một miếng vì quá là hấp dẫn và quá là thơm luôn, không chịu nổi nữa. Bây giờ ngồi dựng lại thấy thèm quá. Chẳng nhẽ là đi làm tiếp. Chẳng nghe nha. Bên ngoài giòn, bên trong mềm, ngậy, béo, thơm, ngon lắm mọi người ơi. Sinh nhật ở nhà thì ấm cúng thôi, vì có cả người thân, bạn bè. Nhỏ thì không bao giờ mà thử nếm một lần là xong được. Mọi người công nhận không? Ít nhất là phải 2-3 lần, mà nhiều khi là 4-5 lần cũng là chuyện bình thường hết đó. Lần 2, lần 3 này. Ben của bố mẹ 6 tuổi rồi, biết xấu hổ mà. Nhưng mà
cũng rất là hiểu chuyện đấy. Mỗi tội là vẫn còn cái tật ăn vạ mãi chưa hết được. Nên là mong con lên học lớp lớn hơn rồi sẽ nghe lời bố mẹ hơn. Nhưng mà vẫn là chính mình, vẫn làm những điều con muốn, có những sở thích riêng, cá tính riêng, yêu thương em gái, yêu thương gia đình mình. Và cả gia đình mình đều rất là yêu con. Sinh nhật ở nhà quá lúc trời là vui rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến đây nha. Và sau đó là sẽ là còn sinh nhật ở lớp của bạn Ben nữa. Năm nay bạn Ben sẽ là sinh nhật cuối cùng được tổ chức cùng các bạn học của mẫu giáo. Nên là bạn ấy đã có mong muốn là mẹ sẽ tổ chức cho bạn ý. Nên là mẹ cũng nhờ cô giáo là quay lại khoảnh khắc vui vẻ này của bạn để sau này lớn lên bạn ấy có thể xem lại để làm kỷ niệm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi vlog sinh nhật Ben 6 tuổi của mình nha. Nếu mọi người yêu thích, like và subscribe kênh YouTube của gia đình mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.